Lịch sử đồng hồ Rolex hơn 100 năm biểu tượng của sang trọng và đẳng cấp. Từ nhiều thế kỷ trước khi Rolex ra đời, Thụy Sĩ đã rất nổi tiếng với những chiếc đồng hồ tinh xảo cùng những người thợ chế tạo đồng hồ bậc thầy. Thế nhưng, lai lịch của thương hiệu đồng hồ nổi tiếng bậc nhất thế giới này lại rất đặc biệt. Tiền thân của hãng Rolex được thành lập tại Anh, người sáng lập cũng không phải người Thụy Sĩ và cũng chẳng phải thợ làm đồng hồ. Tất cả bắt nguồn từ niềm đam mê kinh doanh và sở thích đồng hồ bỏ túi của chàng trai trẻ có tên là Hans Wilsdorf. Chàng trai mê đồng hồ ước mơ thành lập công ty riêng. Sinh ra tại Đức vào năm 1881, Hans Wilsdorf có tuổi thơ không mấy êm đẹp. Khi là đứa trẻ mồ côi, ông cùng anh chị em sống trong sự bảo bọc của họ hàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hans làm việc cho công ty chuyên cung cấp ngọc trai và học hỏi những bài học đầu tiên về thương mại và chiến lược phát triển. Dù không thể lý giải nhưng Hans có một niềm đam mê với đất nước Thụy Sĩ, ước mơ về việc thành lập một công ty đồng hồ nhen nhóm trong chàng trai trẻ khi ông chuyển qua làm việc cho công ty xuất khẩu đồng hồ Kuno Korten, nơi vẫn thường nhập linh kiện từ Đức, Pháp và Thụy Sĩ. Không có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồng hồ, Hans chấp nhận xuất phát điểm với vai trò phiên dịch trong công ty và tự mình học hỏi. Ông sớm thể hiện năng khiếu và gu thẩm mỹ của mình trong lĩnh vực này khi nghiên cứu và đặt hàng 3 chiếc đồng hồ bỏ túi cho mình. Những chiếc đồng hồ không chỉ có kiểu dáng thời thượng mà còn nhận được giấy chứng nhận về độ chính xác cấp bởi Newcastle Observatory, một đài thiên văn của Thụy Sĩ, chuyên đánh giá tính đảm bảo thời gian tuyệt đối của đồng hồ. Mẫu sản phẩm này nhanh chóng gây sốt tại thị trường Đức, đồng thời cũng đưa uy tín và sự trọng dụng đến với chàng trai dịch thuật viên thuở nào. Năm 1903, Hans quyết định đến London của Anh để sinh sống và làm việc cho công ty sản xuất đồng hồ, nuôi dưỡng giấc mộng mở doanh nghiệp riêng một ngày không xa. Cơ duyên đã giúp ông gặp gỡ Alfred James Davis, người có đủ điều kiện tài chính để biến ước mơ của ông thành sự thật. Họ cùng sáng lập nên công ty chuyên phân phối đồng hồ Wilsdorf and Davis vào năm 1905, khi ấy Hans chỉ vừa mới 24 tuổi. Wilsdorf là người rất nhạy bén với thời trang và ông nhận ra kiểu áo ghi lê dành cho nam giới đã lỗi thời. Từ đó ông cũng dự đoán kỷ nguyên của đồng hồ bỏ túi cất trong túi áo ghi lê sẽ sớm chấm dứt. Điều này đồng nghĩa với việc Wilsdorf and Davis phải tìm kiếm những chiếc đồng hồ cỡ nhỏ có thể đeo trên cổ tay. Hợp tác với một nhà sản xuất tại Thụy Sĩ, Wilsdorf quyết định đặt tên cho sản phẩm mới là Rolex và chính thức đăng ký vào năm 1908. Có nhiều tranh cãi về nguồn gốc của cái tên Rolex. Có người nói rằng Wilsdorf muốn cái tên phải thật dễ phát âm với tất cả mọi người và phải vừa vặn khi khắc lên mặt đồng hồ. Một số người lại cho rằng cái tên Rolex có nguồn gốc cụm từ tiếng Pháp là Horlogerie Exquise, nghĩa là kiệt tác đồng hồ. Để hiện thực hóa giấc mơ thay thế đồng hồ bỏ túi bằng đồng hồ đeo tay, Wilsdorf vẫn còn một số vấn đề kỹ thuật phải giải quyết. Để hoạt động tốt khi đeo tay, chiếc đồng hồ phải thích nghi được với những chuyển động và hứng chịu nhiều lực tác động hơn chiếc đồng hồ để trong túi áo, cũng như chịu tác động từ môi trường như gió, bụi và nước. Năm 1910, Wilsdorf đã đủ tự tin để đem chiếc đồng hồ đeo tay của mình đến kiểm định tại văn phòng kiểm định đồng hồ tại Geneva. Các chuyên gia tại đây đã vô cùng ngỡ ngàng vì cho đến thời điểm đó thì hội đồng kiểm định chỉ mới thẩm định các loại đồng hồ bỏ túi và đồng hồ bấm giờ đi biển. Mặc dù vậy, sau 2 tuần, chiếc đồng hồ đã nhận được chứng nhận đồng hồ bấm giờ. Đến năm 1914, Rolex nhận được chứng nhận tương tự tại Anh. Đây là một điều kiện cần thiết để thương mại hóa sản phẩm này. Cơ hội từ chiến tranh. Bước đột phá lớn nhất đối với đồng hồ đeo tay không phải là tiến triển về công nghệ, mà là sự thay đổi nhu cầu của thị trường do ảnh hưởng của chiến tranh. Thế chiến thứ nhất 1914-1918 đã chứng kiến sự hiện diện lần đầu của hàng loạt vũ khí tối tân như xe tăng hay máy bay chiến đấu. Trên chiến trường, chiếc đồng hồ đeo tay cũng trở thành vật bất ly thân của các binh sĩ. Nguyên nhân là chiếc đồng hồ trên cổ tay có thể cứu tính mạng họ. Cùng với radio, đồng hồ đeo tay được xem là thiết bị tối quan trọng nhằm điều động quân đội trên khoảng cách xa. Bên cạnh đó, nguy cơ kẻ thù xâm nhập cũng được tính toán bằng cách quan sát chiếc kim dây di chuyển từ điểm ánh sáng phát ra từ họng pháo đến khi có tiếng nổ. Nhờ chiến tranh mà nhu cầu với đồng hồ đeo tay tăng vọt. Khi chiến tranh kết thúc, chiếc đồng hồ đeo tay đã trở thành biểu tượng của bản lĩnh đàn ông và sản phẩm này lại được thiết kế ngày càng mạnh mẽ hơn qua nhiều thập kỷ. Năm 1919, Wilsdorf đã đóng cửa văn phòng Rolex tại London, chuyển đến Geneva của Thụy Sĩ.
nơi ông đánh giá là địa điểm thích hợp để phát triển các loại đồng hồ kiểu cách và tinh xảo. Kể từ lúc này, toàn bộ các hoạt động thiết kế, sản xuất của Rolex đều nằm tại Thụy Sĩ. Công ty đầu tiên được thành lập ở Geneva là Rolex Watch Company. Sau đó, tên công ty được đổi thành Montres Rolex SA và cuối cùng là Rolex SA. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Rolex tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các phi công Anh quốc cũng như các phi công Mỹ. Một cơ hội tốt giúp công ty vươn tới thị trường Mỹ sau chiến tranh. Khẳng định đẳng cấp. Bước phát triển quan trọng nhất trong lịch sử của Rolex là Wiesdorf đã quyết định mua lại bằng sáng chế loại đồng hồ chống thấm nước từ hai nhà phát minh George Parrott và Paul Paragox. Kết quả của quyết định này là sự phát triển của loại đồng hồ chịu nước đầu tiên trên thế giới, có tên là Oyster vào năm 1926. Năm 1927, khi Wiesdorf hay tin một người thợ đánh máy mất việc tên là Mercedes Classy dự định trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi qua kênh đảo Anh, ông đã tặng cô một chiếc Rolex Oyster, dòng sản phẩm chống bụi và chống nước mới được chế tạo. Khi Classy hoàn thành hành trình sau 15 giờ bơi, đồng hồ của cô vẫn chỉ giờ chính xác. Đó là một thắng lợi hoàn mỹ của Wiesdorf. Ông liền mua toàn bộ trang nhất của tờ Daily Mail London để quảng bá cho thành tích của Classy. Và tất nhiên là cả chiếc đồng hồ Rolex của mình, cả Clias và Rolex Oyster trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Năm 1931 lại tiếp tục đánh dấu một cuộc cách mạng do Rolex tạo nên với chiếc đồng hồ đầu tiên có tính năng tự lên dây cóp, mở đầu cho xu hướng đồng hồ tự động sau này. Hans tận dụng mọi cơ hội để có thể vừa quảng bá, biểu diễn các tính năng của đồng hồ Rolex, vừa tiếp nhận ý kiến để hoàn thiện nó. Có thể nói, không chỉ giàu ý tưởng về thiết kế đồng hồ, nhà kinh doanh lừng danh còn nhạy bén trong kế hoạch quảng cáo sản phẩm. Vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra, biết được phi công trong lực lượng không quân sử dụng đồng hồ Rolex nhưng bị tịch thu, ông đã đưa ra lời đề nghị phát mới miễn phí cho họ. Chưa hài lòng với những gì đạt được, nhà sáng lập tham vọng còn tiếp tục sáng tạo nên tính năng mới. Năm 1945 thì mẫu đồng hồ với cái tên là Datejust tiếp tục đánh dấu vị trí tiên phong tại nền xu thế của Rolex khi có thêm một phần trên mặt đồng hồ chỉ ngày tháng. Năm 1960, Rolex đã bố trí để đồng hồ của họ được gắn lên thân chiếc tàu lặn Trieste khi chiếc tàu này lặn xuống độ sâu gần 11.000m tại khu vực Marianas. Chiếc đồng hồ vẫn sống sót khi hứng chịu áp suất khủng khiếp ở dưới đáy đại dương. Khi đạo diễn James Cameron thực hiện một cuộc thám hiểm tương tự vào năm 2012, một chiếc Rolex đặc biệt cũng được trang bị. Sau đó, công ty này còn tạo nên đột phá khác như chiếc đồng hồ ghi nhận cùng lúc hai múi giờ khác nhau. Thương hiệu của những huyền thoại. Trong suốt nhiều năm liền, Rolex xác định được xây dựng tên tuổi và hình ảnh của mình với những tên tuổi lớn và được chọn lọc kỹ càng, chia làm từng nhóm bao gồm nghệ sĩ, nhà thám hiểm, các quán quân môn golf, tennis, polo và thuyền buồm. Những huyền thoại âm nhạc như là Eric Clapton, danh ca opera Plácido Domingo, thần đồng dương cầm Sophie Marner là đối tác quen thuộc của hãng này. Điều này nói lên quan điểm định vị bền vững của Rolex, không chấp nhận những hình ảnh ngôi sao mang tính xưa thời như một số thương hiệu khác. Trong nhóm các vận động viên thể thao đẳng cấp, có thể nêu tên các tay golf huyền thoại như là Jack Nicklaus, Adam Scott, Tiger Woods và không thể không nhắc tới tay vợt Roger Federer. Rolex cũng tham gia trong rất nhiều sự kiện thể thao quan trọng. Đồng hồ Rolex được dùng để bấm giờ trong giải tennis Wimbledon và châu Úc mở rộng. Rolex đồng thời cũng là nhà tài trợ chính của hai trong số 4 giải golf lớn là giải nước Anh và Mỹ mở rộng cũng như rất nhiều cuộc đua mô tô và ô tô trên thế giới. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Cơn bão mang tên Nhật Bản. Mọi chuyện của thế kỷ trước tưởng chừng sẽ không có gì đáng nói nếu như người Nhật không cho phát nổ quả bom mang tên máy Quartz vào những năm 70. Nó rẻ và chính xác, nó khiến cho ai cũng có cơ hội sở hữu một chiếc đồng hồ vào cái thời điện thoại còn là máy bàn quay số. Sau thời kỳ này, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ và nhiều quốc gia châu Âu khác đã thay đổi hoàn toàn. Năm 1983, toàn ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ từ con số 1.700 vào năm 1970 chỉ còn 600 nghệ nhân. Nhiều thương hiệu biến mất hoàn toàn, một số thì sống lay lắt và bán mình, một số khác thì kết hợp với nhau tạo ra một liên minh Swatch Group để cố sống sót. Rolex cùng nhiều thương hiệu cao cấp khác chọn giải pháp cuối cùng leo thẳng lên tầm giá cao hơn, tạo ra thị trường high-end và lấy đẳng cấp cũng như chất lượng hoàn thiện để làm giá.
Tìm hiểu lịch sử Rolex những năm 1970 đến 1983 chỉ là một trang sử gần như trống trơn, vì khi đó chính Rolex cũng đang oằn mình chịu đựng cơn bão đến từ Nhật. Kể từ đó tới nay, dù vẫn là một tượng đài của ngành công nghiệp đồng hồ, nhưng suy cho cùng những thay đổi của Rolex trong vòng 40 năm cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay. Nhưng việc vào năm 1985, Rolex chuyển đổi hoàn toàn từ việc sử dụng thép 316SS sang 904L, vốn có hàm lượng nickel, chromium và molybdenum nhiều hơn, chống rỉ tốt hơn và cứng cáp hơn. Nhưng để đổi lại, họ phải thay đổi toàn bộ dây chuyền chế tác thép vì hệ thống cũ không làm việc nổi với loại thép vốn rất cứng này. Di sản hay chậm chạp? Rolex vẫn luôn như thế, họ bám lấy cái di sản gần trăm năm lịch sử và chỉ thay đổi khi xu thế ép buộc. Phép màu vẫn tồn tại khi Rolex vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của khách hàng cũng như cộng đồng, vẫn là một thế lực, là một trong những cái tên mô tả sự giàu có của người sở hữu. Thế nhưng giữa thời kỳ, mọi thứ đều diễn ra với tốc độ quá nhanh như thời kỳ Internet và Smartphone hiện nay, điều này chưa chắc đã có lợi. Lấy ví dụ đơn giản là chiếc GMT Master 2 116718 ra mắt năm 2005. Đây là model đầu tiên sử dụng benzen sứ với chất liệu mà Rolex gọi là Cerastrom. Kể từ đó, niền benzen của Rolex mới dần dần được thay thế từ thép sang sứ, vốn chống xước tốt hơn và bóng bẩy hơn. Mãi đến năm 2017, sau 12 năm trời tại Baselworld, Rolex mới tung ra chiếc Cosmograph Daytona 116500LN đầu tiên sử dụng benzen ceramic. Trong khi đó, với một thương hiệu bị nhiều người đánh giá là ở chiếc dưới, Omega, mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Đó là về lớp vỏ bên ngoài, còn máy móc thì sao? Mãi đến năm 2005, Rolex mới có Balance Spring, chống từ. Trong khi các thương hiệu khác đã ứng dụng silicon để làm những lò xo cân bằng của máy từ lâu, từ đó miễn nhiễm với từ trường phát ra của các thiết bị công nghệ hay loa đài. Dù sao đi chăng nữa, Rolex chỉ cần quan tâm tới độ chính xác của thời gian, sai số ít nhất có thể là nhiệm vụ hoàn thành. Họ không phô trương nhiều về máy móc và để cho chính người tiêu dùng đánh giá về trải nghiệm thời gian. Trong khi đó, các thương hiệu khác thì lao vào cuộc chạy đua công nghệ và lấy những thành tựu đó làm marketing nhằm thu hút khách hàng. Nhưng một hãng đồng hồ từ năm 1960 đến năm 2018 vẫn không có nhiều thay đổi trong thiết kế một chiếc đồng hồ thì đó là điều kỳ lạ. Thử tưởng tượng iPhone từ năm 2007 đến nay không thay đổi thiết kế lần nào xem, đến giờ mới chỉ có Rolex dám làm điều đó. Ngay cả Patek Philippe, dù ở chiếu trên vẫn phải nghiên cứu những thiết kế với những tính năng mới để tìm đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi có tiền. Còn Rolex vẫn cứ gan trơ cùng tuế nguyệt, chỉ cần một cái benzen xoay, người dùng tự chỉnh múi giờ, đồng hồ đang đẹp, thay đổi làm gì cho phức tạp. Cái khó tin là dù có quá ít thay đổi trong khoảng thời gian quá dài như vậy, nhưng mà Rolex vẫn là cái tên xứng đáng mô tả bằng cụm từ trường tồn. Theo đánh giá năm 2013 của Brands, giá trị thương hiệu của Rolex đạt 7,9 tỷ đô, chỉ đứng sau LV, Hermès, Gucci và Prada trong phân khúc thời trang xa xỉ. Còn theo Forbes, giá trị của Rolex ở mức 7,4 tỷ đô với doanh số hàng năm khoảng 4,5 tỷ đô. Chiến lược khẳng định đẳng cấp của Rolex không hề ép họ vào một tập khách hàng nhỏ nhoi là giới nhà giàu. Bằng chứng là doanh thu vào năm 2016 của họ là 4,7 tỷ đô, gấp 3,6 lần Patek Philippe và bằng hơn nửa tổng doanh thu của Swatch Group. Tập đoàn sở hữu rất nhiều cái tên khủng trên thị trường như là Lancôme, Breguet, Klaus Hüther Original, Longines và cả Omega. Người ta không đeo một chiếc Rolex chỉ vì sự chính xác của nó, họ đeo để khẳng định chính mình về vị trí xã hội của mình. Ngày nay, thương hiệu Rolex được công nhận trên toàn thế giới như một biểu tượng của uy tín và chất lượng. Dù Rolex không công bố doanh số, nhưng những chuyên gia cũng ước tính hãng này bán được 1 triệu chiếc một năm, và đây chắc chắn sẽ là một trong những thương hiệu đồng hồ hàng đầu trên thế giới. Ước nguyện cuối đời của người sáng lập. Sau khi vợ Wilsdorf qua đời năm 1944, ông đã thành lập quỹ Hans Wilsdorf để lại toàn bộ số cổ phiếu của mình vì mục đích từ thiện vĩnh viễn. Hans Wilsdorf mất vào năm 1960, nhưng những gì ông làm đã khiến cho cả thế giới phải nể phục. Hiện nay, quyền sở hữu Rolex vẫn thuộc về quỹ Hans Wilsdorf, tích cực hỗ trợ cho các quỹ từ thiện vì trẻ em mồ côi. Bản thân ông Wilsdorf cũng là một cô nhi. Rolex ngày nay không phải là một doanh nghiệp do ai đó sở hữu, và nó cũng không phục vụ cho bất kỳ cá nhân nào, nó phục vụ tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!